bò đây nè. Nguyên cái dùng này nè. Bởi tôi xài ấy tôi không điện được. Màu gì chú? Màu trắng. Không, đem nước xuống. Người ơi đó. Chào cả nhà mình nha. Nay hai anh em mình đi à? Tâm không có đi. Tâm mắc chở bà xã đi khám chích ngừa. Chuẩn bị đón thành viên mới. Chuẩn bị nó vui. Nay hai anh em mình đi xã Thành Trị. Tưởng là khu này làm lúa rồi. Ai giờ lên thấy chưa làm. Khu này phải đi làm lúa rồi, đi mới ngon. Giờ hai anh em mình sẽ đổ lên khu này. Vòng qua cái đám dừa, vòng xuống. Xuống chỗ nướng chì đà của năm trước. Rồi mới vòng trở lên. Con ngựa rồi anh ơi. Này lớp da hổ ngựa. Mình nhận biết cái lớp da này là vậy nè. Nào mình nhìn xa xa nha. Chứ nhìn gần quá không thấy đâu. Vì có lớp thì nhìn rõ, có lớp nhìn không rõ. Là cái lớp vảy nó lên nè. Nó có hai sọc. Hai sọc đen đen nó chạy nè. Đó. Đó. Là lớp da hổ ngựa. Con này ngoài nửa ký. Chỗ này hôm rồi có một cái lớp da hổ sáp lột cũng lớn lắm nha, mà bắt chưa được. Cho nên tụi mình cứ tới lui. Bữa nay không có show chạy, có nghĩa là không có cuộc gọi của ai để đi á, cho nên nhóm mình đi lại mấy cái điểm cũ. Cái điểm này hôm rồi có cái lớp da lọt ngay đây. Dạ. Cái da bên đây nè. Thấy thì sao bằng ngày sao thấy được nó ta? À, nếu chiều thì có thể. Bơm nước dưa ra mà. Bó này nó cho ta mướn nó mới lấy lại. Ta trả nó bỏ dư ăn nó chứ. Bơm dắt chiều thì dắt chiều thì có thể mình nhìn thấy nó được. Tại vì chiều mát mát là nó ra rồi. Là đó giờ chú. Qua dưới đó. Chỗ đó tôi dòm. Tại cái ông quay phim này ông chỉ cái loại da ổ ngựa sao ổ sạch cho tôi biết đó. Rồi rồi. Tôi bóc lên tôi dòm. Nó mới lột 12 bữa à còn. Hôi hôi. Tôi gặp thì chết cha nữa. Thấy ở trong trường mấy ông bắt là tôi biết. Giờ mà tôi gặp là chết chứ tôi. Nhìn lưng tôm tôm là biết giang ca. Nè, hộp tôi ngồi đây nè. Nó bò đây nè. Nguyên cái dùng này nè. Bởi tôi xài ấy tôi không điện được. Màu gì chú? Lúc nó không mặt trắng. Có mặt trăng hả? Ừ.
Vậy chắc cú nó này bự không? À, nhỏ hơn cụm tay mình. Nhỏ hơn à? Ừ, chứ nó bự quá, nó dốc. Ba nhiều người nói rắn 2 kg đào lên 7-8 tầm ram. Cũng như cái ông mà con rắn vô đít bàn thờ nằm mà rốt cuộc con rắn hổ ngựa ra đâu suốt rồi đóng lá nằm. Tôi coi này chứ đâu. Giờ bữa nay mà đi Thạnh Thị ấp Thạnh An rồi. Dạ. Ừ. Chỗ này ấp Thạnh An hả chú? Ờ, Thạnh Thị ấp Thạnh An. Ruộng của chú Ngọc. Ngọc Linh. Chỗ này tụi con đi hoài gì? Đi mấy lần rồi? Dựng năm mới chết rồi là ông lên ông bắt ngồi mà trận hoài mã quậy đó. Dân ca làm nhà hết rồi hả? Sao hết hả? Dạ dạ dạ. Ăn thân gia nhà rồi. Dân ca năm mấy? Này mới 41 à. 41 tuổi hả? Trời, 41 đủ nhỏ tôi mười mấy tuổi. Bởi vậy mới kêu chú đây nè. Cái giờ này kêu gù béo kìa, ngồi đạp lên kìa. Đúng. Ngay giò kìa. Sao không động cổ đi? Cổng rồi con này ông quần mà dám còn lắm mà không biết nó đi đâu nè, chứ tôi ngồi rồi nè tôi thấy nó bò luôn mà bị tôi vô tôi đục nắng đây mà cũng mang qua tôi lỗi tôi cắt một lưới tôi còn hơi ứng ớn nè. Thấy lớp da đây mấy lần rồi mà bắt chưa được nó. Đúng không, ngay chỗ này nè. Thì khu này nè, nguyên bờ chuối bệnh á. Đặt rồi thì tụi con đi thấy nó lọt bên bờ chuối bệnh á. Giang làm được trái dừa. Cái này là đấm dưa hấu. Ta trồng ta bán Tết. Thì cắt rồi và chưa kịp cuộn dây. Mưa người này tay mạnh. Mưa bỏ. Trái này không ngọt, không ăn tiền. Nhìn giống trái đào quá, nhộn quắc. Ai? Ôi, coi vậy chứ ngọt á. Nó lối luôn mà. Ngọt không? Chắc chắn chưa? Dạ anh Hồ, cái đìa này kiếm chừng 2 con ếch thôi. Nói gì nói lại coi. Dạ anh nói xuống đây lấy uy tín lại. Ủa vậy là nãy giờ mất uy tín rồi hả? Vậy uy tín nãy mất rồi hả? Nãy khóa 2 con trên đìa đó, 2 ếch. Anh nói đìa này phải bắt tệ lắm, 2 con. Mà không biết lý do gì mà anh bắt không có được. Chắc tại ếch còn nhỏ của anh thả lại anh nuôi, đặng mốt lớn anh bắt lại hay gì á. Phải không? Phải còn nhỏ quá thả bắt lại, để mốt lớn bắt lại phải không? Nói. Chưa nói gì đây. Chưa nói. Nói gì nhỏ xíu à, nói lớn lớn lên. Chưa nói gì đây, chưa nói đây. Bộ quê độ gì nói chuyện nhỏ xíu à. Đâu? Nhìn sao biết có một con. Mình có dấu đi vô phải không? Ồ, này là cái dấu móng ếch vào nè. Này á. Vào đi vô. Cho nên ảnh xác định cái hàng này có ếch đi vô. Hết mương này. Tại cũng 2 con. Ok. Sợ hơn hả? Hơn thì mừng chứ sợ gì. Đó, đạp chân là thấy khoái khoái rồi. Rồi. Sao quá. Con thiệt ta. Ồ. Oh.
2 lạng. Ôi ơi, cá đi chứ, ít này ít non nữa hả? Được rồi. Trời ơi, bết bự, 200 gram quá. Cá đi chứ. Một con. Tệ lắm phải 2 con đó nha. Nãy giờ mới có 1 con hả? Ok. Bự chứ, con này bự 200 gram. Cái này làm gì trăm năm? Hơn à? Giá bèo cũng phải 150. Đá không? Đá nguyên khối không? Đá nguyên khối đẻo được không? Anh sao ăn hết cái dứa? Con này nhỏ mà anh Giang. Ừ. Chỉ xíu. Con nó ký sao lại à? Này anh Giang phát hiện da rắn hổ, màu đen luôn hả? Này giống màu đen quá. Em da rắn hổ sáp. Em không làm ngày góc luôn. Mình ăn tao ăn hết. Ngay góc keo. Mà tới đây mệt quá, ngồi nghỉ ăn dưa chút đi. Ăn chứ. Rồi, cái dưa này ngon mà. Ăn dưa là mót. Giá dưa kỹ ta. Trời ơi, trái dưa nó ngon. Mời mấy anh lái máy cuốn rơm lại ăn dưa đi. Cái máy nó đang chạy cuốn rơm hơi ồn. Cuộn lại. Xe lọn lại. Để bò ăn. Rơm đó là một là bò ăn, hay là để người ta tủ trồng cây á. Đã quá. Rơm nhìn đã quá. Mời cả nhà mình nha. Dùng miếng dưa mát. Ngọt. Nó ngon, nó ngọt. Ra đây anh Giang phát hiện có dàn hàng này có dấu. Trời ơi, chết rồi, bị mất mèo hay gì ta? Gì? Một hả? Đây. Mèo. Nhiều bong bóng nữa phải không? Ừ.
Thì lớn kia ha. Tiếp tiếp tiếp. Hơi đụng này, đụng này. Thì lớn lắm. Rồi, ngon. Trời ơi, nãy giờ mất cả buổi. Cuối cùng cũng về đích rồi. Nãy giờ mình cắt bỏ bớt. Chứ nó dài dữ lắm. Mất hết cục pin nè, quay hết mất cục pin. Hồi nãy anh bắt nguồn từ đâu anh ta? Đây, đây nè. Quay tổng quan lại cho cả nhà mình xem. Đây nè. Anh bắt đầu từ chỗ này. Anh đào lên đây là cái tầng trên, một cái hang tầng trên. Rồi tới đây nó bị cùng tầng dưới nữa. Nó có một lớp hang nữa, nó thông đi. Nó chạy lên qua đây. Qua đây thì anh mới băng ngược một ngách nữa qua đây. Qua đây anh phát hiện là cái ngách này nó không có liên quan với nó cùng ngay chỗ này. Rồi nó chia tiếp một ngách nữa, nó chạy ra đây. Anh chọt nghe khì. Nghe khì là chắc cú. Hết mệt rồi. Bắt nó ra giả cho nó dài giả. Con này phải 1 kg luôn nha. Đâu? Phải 1 kg luôn mới vừa cái sức nha. Lớp da nãy đâu tới 1 kg đâu, lớp da đen. Cái đầu da nó cũ. Nó lớn. Giống như hôm qua vậy đó. Rồi chắc nó đi nữa rồi quá, không đi nữa rồi. Rồi bây giờ nó ngược trở lại đây nữa. Mà nãy bên đây đâu có ngách nào đâu anh Giang. Anh chọn cái khè được không? Kích thích được coi. Nghe gì hết. Sụp buồn luôn. Nghe cọng cỏ phải không? Thấy cỏ động rồi đó nha. Ê, 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 lú đầu ra, lú đầu ra. Lú đầu ra đây nha. Thấy rồi, thấy rồi. Cái đầu nó có cái dòng gì kỳ lắm. Nó có cái dòng ở trên cái dãy đầu nó. Em thấy em thụt vô rồi, em về ra. Cho nó bò ra. Bỏ cái đầu khúc đó. Anh lấy cây anh chọn có dám bò ra luôn anh Giang.
lú đầu ra rồi. Cái đầu nó có cái mình tả không có được, tại vì có nghĩa là nó có ở trên cái mũi nó có cái phanh giống như cái dần trăng vậy đó, mà nó trắng nõn là ngộ lắm. Đừng nói nó chả ngách khác nữa nha, đột quỵ thiệt luôn đi. Nó quấn nè, nó đang quấn lên kìa. Lú ra nè. Ủa sao nó mất cái dần nãy rồi? Ồ, vậy là nãy nó dính cái gì á. Nó là nó qua chỗ cái cũ, cái ngách cũ. Cái bờ nó bò ra giật vô hoài luôn á. Nè, nó qua nè. Chờ nó ra ngách cũ nha. Cho nó ra đây. Để nó nứt xuống. Ngược lại đó. Nhỏ xíu hà. Chừng 700 gram. Trời ơi. Đang lú đầu ra, nó dù ra nè. Mà em phải ve ra nữa nó mới ra. Nó đang quấn đụng đó. Em sợ đó, em sợ đó là nó đi ngược trở lên cái ngách cũ nãy anh đào xuống á. Mất công nữa. Núp xuống. Để cái máy ở trên thôi. Em đâu thấy đâu, núp lên rồi. Không ra hả? Vẫn đang cuốn cuốn. Đang cuốn trong nó lú đầu ra nè. Quấn nó nằm nóng rồi, anh móc rộng ra anh bắt nó luôn hả? Móc bên đây nè. Không dễ ăn chút nào. Có chút xíu hả? Ở cái hang làm như cái biệt thự. Mình chạy qua đây đi, cho nó bò qua đây. Lấy cái nạng anh ơi. Chặt cái nạng đi. Móc nó ra chứ gì. Còn chả nằm nữa. Mày làm tao nóng lên là tao thọt tại vì tao nắm đầu luôn á mày.
sai. Nó chạy nữa. Hết chạy nè. Hết chạy nè. Đây đây, để đưa cây đem qua đó chọc cho. Trời ơi, xin chạy bánh rồi. Sao cái nó bị gì vậy? Bị hình sắn mình chứ gì? Chạy hả bưởi? Chạy hả bưởi? Ơi. quên xin lỗi con bưởi. Mày chạy hả mày? Mày hả mày? Ơi sao máu me không rồi, thèm chuột cá. Vô bị từ hồi sáng tới bây giờ mày hả mày? Nhớ nhà về cắt đó nhà. Bị chửi nữa nhà. Nói em biết tới khúc đó cái là làm biết. Trời ơi con rắn không có xứng tầm với cái hang chút nào hết trơn luôn. Cao tay lắm, 600 gram, 700 gram à. Thiệt là tình. Thích quá. Giả cho mày dài giả nè. Rắn này bị Covid rồi anh ơi. Nó khẹt kỳ lắm. Ở cái chỗ này thì anh Gia anh mới bắt được một con hổ sáp khoảng chừng 700 gram. Rắn này rắn độc, nó đi ăn ban đêm, rất là nguy hiểm. Ở mấy cái gò cỏ thì người ta thường ta trồng cỏ để chăn nuôi bò nè, mà người ta sẽ đi cắt cỏ vào lúc sáng sớm hoặc là chiều mát thì nguy hiểm lắm. Ở mấy cái gò này rất là nguy hiểm. Thì anh mới bắt được chỗ này nè, anh đào banh luôn. Bây giờ tụi mình sẽ di chuyển thêm chút xíu nữa rồi mới về xuống khúc dưới này chút xíu. Giờ hai anh em mình đổ lên ngược trở về. Đổ ngược trở về. Đây có hàng đã quá nè anh Giang, đào luôn đi anh Giang. Nó chơi chứ cái dàn hàng bên đây nãy anh có coi rồi. Anh nói bên đây còn con chuột. Còn bên kia thì mấy loại là dàn hàng anh chiến đấu nãy đó. Cái hàng này nè nãy anh mới chiến đấu nè. Nãy đi mệt quá. Rồi đi luôn. Giờ quay trở lại. Lắp. Kỳ vậy sao nãy không lắp giờ lắp. Lại mệt, cũng ngồi dữ mệt. Này là hả lỗ? Lỗ chắc rồi. Lỗ chắc luôn. Anh lộm đâu được trái dưa. Nó hơi bị sình. Anh khum rửa lọt cái điện thoại xuống nước nha. Điện thoại trị giá 370 ngàn. Còn trái dưa này thôi, cái dưa này mắc quá. Cái dưa này chuyện ký gì. Dưa này mắc quá. Ký dưa mà dưa lợm mình lợm mót nữa nha. Ký dưa lợm mót 370 ngàn. Trời đất ơi quá mắc. Ước nhèm. Thôi ăn sáng giờ ăn nhiều.
Mất tiêu luôn quá. Nhìn hôm trái dừa thì giống ăn trộm quá. Bữa nay nhóm mình đi được một con ếch nè. Con còn à? Chỉ còn rắn, rắn cũng nhỏ chứ không lớn. Xem đỡ ghiền, xem vui cả nhà ơi mình ơi. Với được một số trái dừa. Một số trái dừa hấu do anh Giang ảnh lượm mót được. Em lại không. À, lượm thêm được trái nữa, hên quá. Đỏ không? Không đỏ. Không được ngọt. Bàn tay đang níu lại thời gian trôi qua mau. Cũng cũng ngọt chứ. Không ngọt bằng cái trái nãy. Cái nhà ngọt chứ. Chào tạm biệt cả nhà mình nha. Chào tạm biệt cả nhà mình nha. Hẹn gặp lại. Chào tạm biệt cả nhà. Ngày mai nhóm tụi mình đi Tân Phước. Tân Phước hình như ở hả? Nữa hả? Tân Phước, miền Tân Phước, khu trại giam á. Ý khu ngoài này chứ, khu ngoài này. Lên khu trại giam Đồng Phú hả? Ừ.